Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Thuật Remy. Và trong video lần này, Thuật sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn từng bước một để chúng ta có thể build được một website WordPress đơn giản và chuyên nghiệp ở trên hosting HostArmada. Và trước khi vào video thì các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của Thuật để đón xem những video tiếp theo. Và nếu như cảm thấy các cái chuỗi video trước của mình các bạn thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ video giúp Thuật nhé, để mình có thêm động lực mình ra những video tiếp theo. Và để cho các bạn không chờ lâu nữa thì mình sẽ vào bắt đầu vào bài luôn nhé các bạn. Chúng ta sẽ có các bước sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị domain và chuẩn bị hosting. Thì nếu như các bạn nào chưa có domain thì chúng ta có thể truy cập vào trang domain Nemsilo để các bạn có thể mua, hoặc nhập vào đường link bên dưới phần mô tả video này để các bạn có thể truy cập vào đường link ở trên Nemsilo, các bạn mua domain ở đấy nhé. Và thứ hai nữa là chúng ta cần chuẩn bị Host Armada. Thì ở đây mình đã mua sẵn Host Armada rồi. Tuy nhiên là nếu các bạn nào mà chưa mua thì chúng ta có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả của mình để các bạn có thể mua cho mình một cái Host Armada. Và hiện tại Host Armada đang có chương trình Merry Christmas Offer, offer đến 75% cái xe hosting và được tặng một domain miễn phí nha khi mua hosting nha các bạn. Thì tính ra nó rất là rẻ và các bạn có thể tiết kiệm thêm 200.000 tiền mua domain nữa. Và để mua domain Host Armada thì các bạn chỉ cần vào phần xe and pricing và các bạn chọn gói hosting thích hợp cho mình nhé. Thì ở đây nó sẽ có các gói hosting. Thứ nhất là gói Stardock là 3.33 đô. Thì ở đây các bạn đã miễn phí được một website rồi. Đấy, được miễn phí một website và đây là lưu lượng bộ nhớ của các bạn ở trên cloud là mỗi 15 GB và CPU là hai có hai điều nhé. Và RAM là 2 GB. Đấy. Đối với gói thứ hai là gói web wrap thì nó là 3.91 đô thôi, nó chỉ mắc hơn tầm khoảng là 0.6 thôi. Tuy nhiên là các bạn sẽ được add không giới hạn số lượng website và view không giới hạn số lượng website. Ngoài ra thì dung lượng của ổ đĩa ở máy chủ lên đến 30 GB và CPU là 4 nhân nha các bạn, RAM 4 GB. Và đối với mình thì mình có thể nhìn thấy được là đối với cái host này thì các bạn chỉ cần nâng cấp host này là đã ok lắm rồi, đã ok lắm rồi. Thì các bạn có thể là chọn cái select plan. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn thêm, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể chọn gói CPU 6 nhân để tăng tốc độ tải web lên nhé. Thì mình đề xuất các bạn là chọn một trong hai gói Stardock hoặc là web wrap. Thì hiện tại mình đang xài gói Stardock nhé các bạn. Stardock. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua với cái gói Stardock nhé. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần vào select và chọn vào domain mà các bạn muốn mua. Thì ở đây Host Armada cho chúng ta đăng ký một tên miền miễn phí. Thì chúng ta có thể chọn là ví dụ như là Remy Affiliate. Ok, chúng ta check nhé. Thì domain này đang sẵn sàng để chúng ta mua rồi, nên chúng ta sẽ chọn là một năm và nhấn vào continue nhé. Thì ở phần thứ hai là bước chúng ta chọn cái gói mà chúng ta sẽ mua là 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Thì nó giá trên mỗi tháng nó đều ngang ngửa nhau và chúng ta chỉ cần chọn 12 tháng để như các bạn muốn là trải nghiệm năm đầu tiên để sử dụng thì chúng ta mua 12 tháng. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái máy chủ để đặt cái hosting này. Thì đối với chúng ta đang ở là châu Á, chúng ta đang ở Việt Nam thì chúng ta có thể chọn máy chủ là Singapore nhé. Singapore. Chúng ta sẽ chọn Singapore và chúng ta nhấn vào preview order. Thì ở phần preview order này thì chúng ta sẽ chọn cái chức năng này luôn nhé, chức năng private Protect để bảo vệ cái hosting và bảo vệ cái domain của các bạn nhé. Rồi ok, các bạn nhấn tiếp tục. Ở đây thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ check out nó. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là năm đầu tiên là 159 đô và miễn phí, domain cho năm đầu tiên là miễn phí và chúng ta được bảo vệ tên miền với giá là 3.95 đô trên mỗi năm. Tổng cộng chúng ta có 163.65 đô. Và tương tự như vậy các bạn ha, thì chúng ta có thể thấy thêm một điều nữa là chúng ta đang được giảm giá 75% cho lần mua đầu tiên này. Và ở đây là code mà các bạn sẽ được sử dụng đây.
thì các bạn sẽ được giảm giá đến 119 đô và chỉ cần thanh toán 43.87 đô cho hosting này. Như vậy là các bạn đã sở hữu được hosting Hot Armada. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhấn check out và nhập thông tin thanh toán vào đây. Thì các bạn hãy nhập thông tin thanh toán vào đây nhá, first name. À, thì các bạn hãy nhập thông tin thanh toán vào đây là first name này. Ok. Email của các bạn, quốc gia nhá, quốc tên công ty, tên công ty. Ok, số điện thoại các bạn sẽ chọn là Việt Nam nhé. Việt Nam đây. Ok, và password. Ở đây là password, là password của tài khoản Host Armada. Nên các bạn hãy nhập password cho đúng và nhớ lưu lại cái password này để lần sau các bạn đăng nhập khỏi phải quên nhé. Ok, và các bạn cần phím lại password nhé. Ok, sau khi hiển thị hai dấu tích xanh là các bạn đã điền thông tin đầy đủ rồi, thì các bạn nhấn vào đây là, thì vì là địa chỉ của mình đã đăng nhập vào các cái tài khoản trước và đã lừa được Google lưu lại đấy, nó chỉ bây giờ nó chỉ cần điền tự động điền thôi nhé các bạn. Và sau đó các bạn hãy chọn phương thức thanh toán, một là PayPal, hai là credit card. Thì ở đây các bạn, nếu như các bạn chọn credit card thì các bạn sẽ điền cái credit card của các bạn vào và nhấn vào I have read, read and agree và nhấn vào check out. Là như vậy chúng ta đã mua thành công tài khoản và hosting Host Armada. Như vậy là chúng ta đã mua thành công tài khoản hosting Host Armada rồi nhé các bạn. Ok, sau khi mua thành công thì chúng ta sẽ quay vào giao diện của Host Armada. Ở phía màn hình này là tài khoản của mình. Thì ở đây mình đã có một tài khoản Host Armada rồi. Host Armada rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện tạo website của Red ở trên Host Armada nhé các bạn. Thì ở đây các bạn hãy vào phần domain và check vào domain cho mình. Thì ở đây mình đã có được một cái domain ở đây rồi. Và domain này chính là domain mà mình đã mua lúc mà mình đăng ký tài khoản này. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng domain này để chúng ta tạo website của Red nha các bạn. Tạo website của Red bằng domain này. Chúng ta vào My Service. Ở phần My Service thì chúng ta sẽ nhấn vào tab cPanel. Đây, cPanel nha các bạn, cPanel. Để tạo được website của Red ở trên hosting thì chúng ta sẽ vào phần My Service và chọn vào phần cPanel panel. cPanel nhé. Và ở mục cPanel này thì các bạn cuốn xuống và chọn cho mình là web WordPress Manager by Shopcloud. Đây, ok, WordPress Manager đây. Thì ở phần này chúng ta sẽ chọn vào phần install, ok, install. Sau khi chúng ta nhấn vào WordPress rồi thì chúng ta sẽ chọn lại domain mà chúng ta mong muốn là cài đặt WordPress. Thì ở đây mình đã chọn domain này để làm cài đặt WordPress rồi. Thì ở đây các bạn không cần phải ghi thêm cả, nó là chọn mặc định chúng ta rồi. Và ở đây chúng ta sẽ thêm là proven for Weilot nhé. Ok, ở đây là chúng ta sẽ là blog healthy and Weilot nhé. Như vậy là chúng ta đã đặt tên xong, sign name và mô tả của trang rồi. Ở dưới này chúng ta sẽ điền cái thông tin đăng nhập vào tài khoản WordPress. Thì ở đây là mặc định là admin user thì chúng ta có thể đặt là proven hoặc là chúng ta để admin cũng được. Và đây chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào nhé. Và ở đây chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào nhé. Ok, sau đó chúng ta cuộn xuống và nhấn vào các, đấy là các cái tùy chọn thêm mà chúng ta có thể chọn. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ chọn thêm vào ở bên trong cái phần chọn khó thêm của WordPress. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào install. Chúng ta sẽ nhấn vào phần install. Và vậy như vậy thì chúng ta đã cài đặt xong phần WordPress rồi. Như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần mở lại website. Thì đây là giao diện và đây là đường lên dẫn đến website của chúng ta. Đây, đây là website sơ khai ban đầu mà khi chúng ta đã cài đặt xong WordPress. Và ở đây chính là trình giao diện đăng nhập vào WordPress của chúng ta nhé. Đây là blog của chúng ta, WordPress của chúng ta. Và bước thứ ba đó chính là bước chúng ta cài đặt thêm cho WordPress. Bây giờ để cài đặt thêm cho WordPress thì chúng ta sẽ vào phần dashboard và chọn vào phần experience.
Và ở đây chúng ta sẽ add new thêm nhé. Ở add new thêm, các bạn chọn add new thêm. Thì ở đây mình sẽ chọn thêm Asta nhé. Asta thêm. Sau khi đã vào được thêm Asta rồi thì các bạn nhấn vào phần install. Và nhấn vào phần active. Ở phần active xong thì chúng ta sẽ quay trở lại phần giao diện thêm và quay trở lại phần thêm Asta vừa active xong thì chúng ta sẽ move chuột vào và nhấn vào thêm detail. Ở phần thêm detail này chúng ta sẽ cuộn xuống và nhấn vào phần Asta option. Ở phần Asta option này thì các bạn sẽ cuộn xuống vào phần install imposter plugin để chúng ta vào được kho giao diện của Asta thêm. Ở giao diện của Asta thêm thì chúng ta sẽ chọn Elementor nhé. Và đây là kho giao diện của Asta thêm. Và chúng ta sẽ cuốn và chọn một giao diện bất kỳ để chúng ta có thể phù hợp với cái chủ đề chúng ta, để chúng ta có thể build website nhé các bạn. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái chủ đề để chúng ta có thể build website nhé. Ok, chúng ta sẽ cuốn xuống và chọn phần là giao diện Natural. Ở phần này chúng ta sẽ import complete site và chọn vào phần delete privately import site lúc trước ha. Thì chúng ta sẽ cho xóa cái này và nhấn import nha. Và chúng ta sẽ đợi trong vòng 1 đến 2 phút để quá trình import file được hoàn thành. Ok, sau khi mà đã cài đặt xong thì chúng ta chỉ cần vào view site để xem qua website của chúng ta sau khi đã upload WordPress, upload thêm. Thì như các bạn đang thấy thì chúng ta đã nhìn thấy được website của chúng ta sau khi đã load thêm xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ tư, đó chính là chỉnh sửa website. Thì ở để chỉnh sửa website thì chúng ta sẽ vào phần Edit hoặc là Customize. Thì chúng ta sẽ có những tab để chỉnh sửa website ở trên này. Ví dụ như là Edit with Elementor. Thì ở phần Edit with Elementor thì chúng ta có thể thay đổi được những cái thuộc tính ở trên website, ở trang chủ này. Chúng ta sẽ vào Edit with Elementor. Ở phần Edit with Elementor thì chúng ta có thể nhìn thấy được là các cái chức năng và các cái phím ở dưới này giống như chúng ta đang build một cái landing page về đấy. Thì chúng ta có thể click vào và chỉnh sửa từng thuộc tính một ở trên website chúng ta. Ví dụ như là ở đây là Proven, Weblog. For Weblog nhé. Ok. Như vậy thì chúng ta đã chỉnh sửa xong, và để chúng ta tăng giảm được kích cỡ của cái website này, chúng ta chỉ cần vào website và nhấn vào chọn cỡ chữ, thân cỡ chữ này thì nó sẽ ra như vậy. Và các bạn cuộn xuống phần phía dưới chúng ta có thể nhìn thấy được là phần Foster. Thì để chỉnh sửa phần Foster thì chúng ta sẽ vào phần là Edit with Elementor và chọn vào phần Size Foster. Ở phần Size Foster hiện đã thì chúng ta có thể thay đổi nội dung của cái phần Foster này bằng các nội dung tương thích với cái sản phẩm của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể là thay thế nội dung ở đây trực tiếp ở đây, hoặc là chúng ta có thể nhận ở đây cũng được, bằng hai cách hoặc nhiều cách chúng ta có thể nhận được. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thêm những icon liên quan đến ví dụ như là contact, số điện thoại vào ở đây để chúng ta hoàn thiện cái Foster của chúng ta. Sau khi hoàn thiện xong chúng ta nhấn nút update là hoàn tất cái việc xuất bản lên web. Và chúng ta sẽ refresh lại cái page của chúng ta. Như vậy thì page của chúng ta đã hoàn tất được cái phần
thiết kế web rồi, và vấn đề cuối cùng chúng ta là hoàn thiện chi tiết từng chi tiết nhỏ trong web và lót bài viết lên, lót bài viết lên, thế là xong. Như vậy thì video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể tạo được website WordPress ở trên nền tảng Host Armada. Và mình hy vọng rằng trong video này, nếu như các bạn nào đang sở hữu Host Armada thì có thể dễ dàng tạo được website WordPress của mình ở trên chính nền tảng Host mà bạn vừa mua nhé. Còn nếu như các bạn nào chưa mua thì có thể nhấp vào đường link đăng ký bên dưới phần mô tả của video này để các bạn có thể mua được cho mình một cái Host Armada với giá chi phí chỉ 43 đô thôi, chỉ 43 thôi, các bạn có thể đăng ký rồi mua và sở hữu cho mình một website WordPress thật là chuyên nghiệp rồi. Và nếu như các bạn nào cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ video này, và đừng quên nhấn nút subscribe và bật chuông để đón xem những video sớm nhất trong chuỗi hành trình kiếm tiền ở trên Clickbank và Affiliate Marketing nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.